Nhà con có cây hương đã thờ từ lâu, nhưng con không biết cây hương thờ ai. Bạch thầy cho con biết cây hương thường thờ những vị nào. Bây giờ muốn xin giải đi thì phải làm như thế nào? Có nhất thiết phải thờ cây hương không ạ? À? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. À, cái cây hương này thì cái việc thờ cây hương này nó cũng uh, theo tùy theo văn hóa dân tộc của địa phương từng từng nơi không giống nhau Đấy, à, như cái à, theo tục lệ của người người Hoa tức là người Trung Quốc á, với một người một số người ở, ở đằng trong của chúng ta thì chúng ta thấy đi vào đằng trong các bạn đằng trong các tỉnh phía tây nam bộ à, các tỉnh phía tây nam bộ chúng ta đi thấy cái nhà nào cũng có một cây hương à, giàu nghèo nhà nào cũng có giàu thì làm to nghèo thì làm nhỏ nhỏ cũng phải có một cây hương cũng giống như ngoài miền Bắc chúng ta bên lương chúng ta nhà nào cũng phải có cái bát cái ban thờ và thờ bát hương thần linh của tổ tiên và tổ tiên nhà nào cũng nghèo cũng phải có cái ban thờ để thờ đi thờ thần linh và tổ tiên Đấy, thì cái việc thờ cây hương ở trong các tỉnh đông nam bộ và tây nam bộ vân vân đó chúng tôi có dịp đi thăm lục tỉnh vào trong đó thấy nhà nào cũng có cây hương nhưng cây hương ở trong kia thì chúng tôi chưa nghiên cứu vì chúng tôi chỉ là người qua đường và à, đi tham quan nó cho nên chưa hỏi về cái văn hóa trong đây họ thờ ai nhưng thường ở miền bắc chúng ta thì có hai hệ thống thờ cây hương tức là hai luồng tư tưởng thờ cây hương đó những người theo đạo thánh á có nghĩa là những người theo đạo thánh theo đạo thánh tức là theo cái cái, cái, cái văn hóa tin ngưỡng dân gian á tức là thờ đạo mẫu á thì họ thờ cái cây hương là họ thờ là, là bán thiên mạo dậu công chúa trong cái cái cái, cái 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 dị hiệu viết để thờ ấy, là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa dáng ứng lô nhang quỷ thần bất đắc xâm nhập hoặc là dáng ứng lô nhang là xong cũng cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa dáng ứng lô nhang nhưng đấy là những người theo đạo thánh à, theo đạo thánh thì họ cái dị hiệu và cái thờ của họ đó là thờ mẫu bán thiên à, thờ bán thờ mẫu bán thiên Tức là ngoài trời cho nên họ bảo cây hương thờ mẫu bán thiên cho nên họ không làm cái nóc lên. Nhưng mà sau này chúng ta thấy là cũng nhiều gia đình và bây giờ rất là nhiều. Để không làm cái nóc thì mưa gió, ngày lễ, ngày Tết cúng bái ra thì cái mưa mưa hoặc nắng và nó nắng thì nó thiêu, nó hỏng lễ. Mà mưa thì cũng hỏng cho nên họ làm cái mái vào. À, thì chúng ta thấy bây giờ đại số đại đa số cây hương là làm mái. Đấy là ngoài kinh chúng ta nếu còn ở trong quê trên dân tộc dân tổng mường của chúng tôi ấy, cái cây hương thì lại thờ khác ấy, cây hương chứ là thờ thần linh trong quê chúng tôi thì lại thần linh lại không thờ trong nhà trong nhà chỉ có bát hương thần bát hương gia tiên này bát hương tổ cô tổ cậu hoặc là nếu gia đình nhà nào thờ thêm bên ngoại thì một bát hương bên nội một bát hương bên ngoại một bát hương tổ cô bát hương tổ cậu hoặc là tổ cô tổ cậu dồn làm một thì giữa thì là bên nội bên một bên tay phải hướng vào tới bên ngoài, còn bên tay trái hướng vào là tổ cô tổ cậu thể chung như vậy. Nhưng cũng có gia đình thì họ lại thời bát hương thần thần linh như thì không có rồi. Thường thường cái quê chúng tôi ngày xưa là họ toàn thờ thần linh ở ngoài, nhưng bây giờ thì đất chật người đông, thì nhiều nhà bây giờ thì đất cũng chia nhau từng mét từng mét nhà ngoài mình, cũng không còn đất nhiều như ngày xưa nữa cho nên bây giờ có nhà chẳng có đất mà xây cây hương thì vậy mà họ cũng gì cũng thờ như cái kinh của chúng ta là bát hương thần linh ở giữa bát hương gia tiên ở bên tay phải mình hướng vào và bát hương tổ cô tổ cậu thầy chung là một ở bên tay trái mình hướng vào làm lễ đấy thì người người dân tộc của chúng tôi bây giờ nhiều gia đình không có đất họ thờ như vậy còn ngày xưa có đất thì thần linh là được thờ một cây hương à, mà cây hương của người dân tộc ngày xưa là không có xây cây hương người dân tộc ngày xưa là làm bằng tre mỗi năm là một lần Đấy, làm này, bốn cây tre làm lại bốn góc đan cái phên cái ấy vào giống như người dân tộc ngày xưa thì họ vẫn ở nhà sàn mà họ ở nhà sàn cho nên họ cũng không xây cây hương họ làm bằng tre và họ bảo là mỗi năm phải làm một lần như vậy cho mới để mỗi một năm để đón để đón thần linh thổ địa đón một vị thần đất mới về nhận nhiệm vụ và quan sát cho nên mỗi năm họ cũng làm mới một lần Đấy, cái phong tục ngày xưa như thế tôi nói thêm để chúng ta biết còn ở người kinh chúng ta thì tôi đang nói là hệ thống thờ thứ nhất cây hương là thờ bán thiên mạo rộ công chúa tức là thờ gọi là thờ mẫu bán thiên đó còn về hệ thống theo phật giáo của chúng ta và theo cái tín ngưỡng à, à, lâu đời của trung hoa thì họ viết là cái gì hiệu viết thờ cây hương là gì? cung thịnh cung môn môn khẩu thổ địa tài thần à, dáng ứng lô hương tức là coi như là một cái vị gì một cái vị thần tài ban tài tiếp lộc để cho một cái gia đình đó thì cái cái cây hương này thì ngày xưa chúng tôi đi học các còn thị giả cố hòa thượng thượng viên hạ Thành viện chủ chủ hương cũng rất giỏi về phong thủy cũng như vấn đề tâm linh có cái cây hương này thì không cứ là phải lấy tuổi theo theo hướng của chủ nhà mà cây hương này thì phải xem cái thế đất mà phải để về phía bên chúng ấy để bế cao nó chảy về bên trũng mà hướng được cả hướng nhà nữa thì là tốt nhất à, cho nên cái khi mà làm sân hãy làm cái hương người ta phải tính trước cái địa thế phong thủy của nhà cửa đó để để khi mà làm sân đó, người ta phải để cho nó nó dốc về, về ví dụ như nhìn theo hướng nhà chẳng hạn thì người ta làm phải cho nó chảy về một góc nào đó à, ví dụ nhà về nhìn về hướng đông chẳng hạn thì chúng ta muốn cái cây hương nhìn về hướng đông thì chúng ta phải cho nó chảy về cái hướng là cái cái hướng nước nó nó chảy về hướng uh, uh, cho nó chảy về cái hướng uh, ví dụ uh, Tây Nam. Uh, cho chảy hướng Tây Nam Thế là dồn dồn về hướng đó. Thế là nó chảy về cái kiểu như các cụ nói như ngày xưa nói là kiểu người như đơm đó mà, người đi đơm đó. Uh, người đi đơm đó nó phải chảy về chỗ chúng, nó nước chảy với chỗ chúng thì mình đặt cái cái hương nó về phía chỗ chúng đó, hướng về cho cái cái dốc đằng kia, thế là cứ thế là lộc tài lộc nó chảy vào. Đấy là ngày xưa là các cụ hay giải thích mà chúng tôi thì dạ có hòa thượng viện chủ chủ hương ngày cũng giải thích cho các phật tử là như thế <laughs> cho nên khi thờ cây hương thì nó cũng có nhiều cách thờ như vậy cũng nói thêm để phật tử đưa câu hỏi này biết được phật tử nói rằng có nhất thiết phải thờ cây hương không thì cái này tùy duyên đấy cái này tùy duyên phật thánh là các vị thần linh thần tài thổ địa không bắt chúng ta làm nhất thiết phải thờ họ chúng ta có tâm thì chúng ta thờ có duyên chúng ta thờ thôi đất chúng ta rộng chúng ta có thờ làm cái hương chúng ta thờ chúng ta thờ các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành nếu chúng ta thờ phụng hương hòa được tốt thì đương nhiên là chúng ta gì cũng có phúc thôi vì các ngài cũng là những vị thiện thần chuyên đi bảo hộ cho những người dân mà gì có tâm có đức những người có tâm có đức thì được các ngài hoan hỉ các ngài bảo hộ như ngoài đời gọi là người, người ta bênh hộ độ trì che chở cho chúng ta vân vân. lại nói như tiếng thế gian à, kiểu như thế. Đó thì cũng tốt thôi. Còn Phật tử nào nói bây giờ nếu muốn giải đi thì làm thế nào? Cũng đơn giản thôi, chúng ta tụng kinh địa tạng khoảng độ 21 ngày và chúng ta tụng kinh xong chúng ta hồi hướng cho cái việc đó. Cầu nguyện các vị thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa thần tài hay là thờ bán thiên uh, uh, thánh mẫu thì ta khấn uh, bán thiên thánh mẫu ở gia đình chúng con, ví dụ như đất chật, người đông phải chia cho thằng con trai thứ hai hay là vân vân, chẳng đó hay là phải bán cho cái nửa đất đó đi để bây giờ làm lại thì không còn đất để xây cây hương ở ấy nữa. Thì thôi trước mắt thì thôi xin các ngài cho giải thì mình tụng kinh địa tạng 21 ngày hoặc 49 ngày. Nếu mà cái cây hương đó mà thờ nhiều bát hương ấy, mà có lâu đời rồi thì chúng ta phải thờ thậm chí là tụng kinh địa tạng 100 ngày để khấn nguyện cái việc đó. Để kêu các ngài, ấy. thì có ngự ở đó thì xin các ngài chuyển đến ở đền to phủ lớn để các ngày ngự để cho chúng ta xin cái chỗ đất đó để xây dựng nhà cửa hoặc là đem bán một nửa đi vân vân để trang trải cuộc sống vân vân chẳng hạn nếu bắt buộc phải giải thì chúng ta có thể tụng kinh địa tạng hồi hướng trước còn hôm mà giải thì chúng ta cũng tụng cho ba bảy hoặc hai mươi một biến đại bi thập chú xong bát nhã niệm án money, bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng xong khi đó chúng ta khấn và chúng ta giải thôi như vậy là không sao đó, còn không phải đâu là... Nếu tự nhiên chúng ta cứ ra đập phá B vứt ba hương đập phá là có chuyện ngay đấy, không đơn giản đâu.